vâng à, xin chào các anh chị các bạn chào mừng các anh chị các bạn quay trở lại với series video à, business and marketing vlog by Anh mba marketing và hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu với các anh chị và các bạn một bài học mới à, rất là ngắn gọn và dễ hiểu à, trong cái series này à, nói về cái việc mà chúng ta sẽ đặt tên thương hiệu như thế nào thực ra thì chúng ta thấy rằng là thương hiệu là một cái cấu thành của một cái quá trình mà chúng ta hình thành nên sản phẩm và dịch vụ và chúng ta đều biết rằng là thương hiệu đôi khi nó cũng rất rất là quan trọng và cái tên và đôi khi nó cũng không phải là quan trọng lắm tôi lấy ví dụ như là cái sản phẩm là apple chẳng hạn các bạn thấy apple chính là một có nghĩa là quả táo và nếu mà quả táo mà đặt tên cho một cái sản phẩm là điện thoại smartphone hay là điện thoại um, cao cấp thông minh hay là máy tính đắt tiền hay là máy tính bảng vân vân như chúng ta đang thấy nếu logic của người việt thì chúng ta thấy rằng là đó là một cái tên mà tôi có cảm giác là không phù hợp lắm Thế nhưng thực tế là Apple vẫn là cái thương hiệu xa xỉ nhất và một cái thương hiệu được yêu mến nhất trên thế giới hiện nay. Và giá trị của Apple đang có giá trị hơn 1.000 tỷ đô la à, bởi vì họ bán những cái sản phẩm liên quan đến à, điện thoại, máy tính, rồi thì các cái sản phẩm công nghệ được người tiêu dùng rất là yêu thích, đúng không? Thế thì à, những cái nguyên tắc để tạo ra những cái à, thương hiệu nó gồm những cái gì và những cái lời khuyên như thế nào thì sau đây thì chúng tôi sẽ... À, giới thiệu với các bạn một số những cái nguyên tắc căn bản à, để chúng ta à, có thể cùng theo dõi đúng không ạ à, tại sao thì chúng ta lại phải cần có một cái tên đẹp vâng à, cái tên đẹp người ta hay nói là cái tên nói lên tất cả một cái tên đẹp một cái tên dễ hiểu một cái tên hay một cái tên ngắn gọn à, giúp cho họ dễ nhớ đúng không ạ à, thí dụ như là facebook các bạn thấy là mạng xã hội bạn bè thì nó viết tắt của chữ face là khuôn mặt và book là cuốn sách đúng không ạ đằng sau tôi rất là nhiều sách thì facebook tức là mạng xã hội bạn bè dành cho những người mà đi học thì trước đây facebook trước khi mà nghĩ ra là cái tên facebook này thì họ cũng đặt một cái tên rất là quê mùa và củ chuối ngày đầu tiên ceo mark À, uh, khởi nghiệp cái mạng xã hội facebook trong trường học harvard thì họ đặt tên là hot or not tức là nóng bỏng hay là không uh, một cái tên nghe rất là quê mùa đúng không ạ sau đó thì uh, có tiền thì uh, đã được đổi tên thành giờ Facebook có thêm chữ giờ đằng trước. Thế nhưng mà cái chữ giờ đấy thì cũng là hơi bị thừa và cuối cùng họ đổi tên thành Facebook và họ đổi tên thành Facebook bây giờ thì uh, người ta người dùng hay sử dụng viết tắt chỉ là FB hay là FB uh, trong tiếng Việt. thì như vậy người ta bây giờ cũng sửa luôn thành FB theo cái thói quen của người dùng. Uh, một số hãng như là General Electric hay còn gọi là GE, GE đúng không ạ? Hay là General Motor họ cũng đổi thành GM, GM là do cái cách người dùng đặt cách người dùng gọi tên cái sản phẩm và thương hiệu đó. Đấy. Thế thì những cái nguyên tắc này thì chúng ta nên sử dụng là những nguyên tắc gì? Đầu tiên là phải dễ đọc, đúng không ạ? Đầu tiên là phải dễ đọc, đọc nó phải thuận mồm, thuận miệng. Đấy. Thì chúng ta cần phải lưu ý cái điều đó, đúng không ạ? Thứ hai nữa là phải dễ nhớ vâng ví dụ như là đơn giản có sự khác biệt có ý nghĩa và có cái độ sốc nhất định và độ độc nhất định thí à, dụ như amazon thì là bắt đầu bằng chữ a và liên tưởng đến một con sông lớn nhất của à, vùng nam mỹ đúng không vâng hay là mcdonald là một cái tên mà rất là đặc trưng của người mỹ vâng hay là adidas đấy là cái tên ghép của một cái người đức đúng không ạ vâng à, nike đúng không ạ nike À, là một cái sản phẩm thương hiệu mà liên quan đến thời trang thì chúng ta thấy rằng hay Pumas, à, hay là toyota toyota là tên người hay honda cũng là tên người thì chúng ta có thể đặt tên thương hiệu là tên người cũng được à, hoặc là tên địa danh cũng được đấy là những cái lời khuyên à, rất là tốt để chúng ta làm à, hoặc là à, cái tên phải ngắn gọn à, phải xúc tích đúng không ạ à, càng dài càng khó đọc đúng không ạ dần dần thì người ta sẽ có xu hướng là đọc những cái tên viết tắt tên ngắn tên dễ hiểu à, những cái tên mà có từ bốn ký tự trở nên thì cũng khá là dài à, trước đây ví dụ như là hãng ferro express thì à, họ đã phải đổi tên thành fedex đúng không ạ vâng ghép hai chữ à, Fer và chữ x và thế là thành fedex và thế là người dùng đọc rất là quen và à, rất là tiện đúng không ạ vâng cái tên thì phải độc đáo và cái tên phải độc đáo ví dụ như amazon là tên à, con sông dài nhất hay là alibaba là À, tên của à, 40 tên cướp trong một câu chuyện cổ mà Jack Ma đã lấy đặt làm thương hiệu cho mình và cái Amazon hay Alibaba nó cũng đều xuất phát từ một cái lý do đầu tiên đấy là chữ A bao giờ cũng đứng trên đầu à, danh sách của khi mà người ta tra cứu. Đấy. Vâng. Mà nếu mà các bạn sử dụng những cái tên à, à, mà tiếng Việt không giấu thì các bạn cũng phải hết sức lưu ý nhé Hết sức lưu ý bởi vì ví dụ như là trước đây có một hãng hàng không có tên là Speedup tiếng Anh là tăng tốc rất là hay speed up rất là hay nhưng mà dịch ra tiếng Việt là tăng tốc và viết không dấu là thành tăng tốc thì đọc rất là kinh khủng để chúng ta cần phải lưu ý đúng không ạ vâng à, chúng ta không nên đặt tên có những cái từ chung có những từ đại trà đấy thì như thế cũng rất là khó để để tưởng tượng chúng ta có thể sử dụng cái cái tên mà dùng tính từ à, chúng ta sử dụng tính từ để để làm danh từ thí dụ như là món ăn ngon ngon thì đây là tính từ nhưng bây giờ được sử dụng như là danh từ Đấy, hay là à, trà hoa thơm thì thơm ở đây chính là là tính từ thì được sử dụng là danh từ đúng không ạ vâng hoặc là bây giờ xu hướng người ta đặt tên thương hiệu cũng rất là đơn giản đúng không điện máy xanh điện máy là chứa cái từ khóa bán hàng đúng không ạ à, nên chứa những cái từ khóa bán hàng chứ không nên chứa những cái từ chung chung điện máy rồi nhắc nhắc đến cái là biết ngay là biến bán điện máy đúng không điện máy xanh xanh tức là tiết kiệm năng lượng, đấy có nghĩa là như vậy điện máy xanh. Thế thì điện máy đỏ, điện máy vàng cũng ok không có sao cả, đúng không? Hay là di động xanh, hay thế giới xanh, hay là bách hóa xanh, đấy là cách mà thế giới di động đặt cho thương hiệu của mình cũng khá là thú vị. À, tên thì nên có những âm sắc tiếng Anh bởi vì người Việt rất là trộn tiếng Anh, đúng không? Hôm rồi rồi tôi vừa đặt cho một cái thương hiệu khách hàng của tôi họ làm chăn ga gối đệm chăn ga gối thì trong tiếng anh nó có một cái từ là từ pillow à pillow thế thì à, tôi viết tắt là chữ pi và chữ lo tôi đổi thành pillow à, chăn ga gối pillow nghe rất là hay đọc tiếng anh là pillow hay là tiếng việt đấy phát âm thế còn à, tiếng anh mà mình có thể phát âm thành pillow đúng không thế thì cái từ pillow trong cái tiếng anh nghĩa gốc của nó chính là cái gối thế là thương hiệu chăn ga gối pillow nghe cũng rất là tây cũng rất là dễ đọc dễ nhớ ngắn gọn và có ý nghĩa đúng không sử dụng những cái từ tiếng anh ngoài phải có ý nghĩa Đấy, những từ tiếng anh viết tắt hoặc là những từ anh tiếng anh cắt ghép đúng không ạ ví dụ như là innova tức là viết tắt của chữ innovation là từ sáng tạo và cái xe innova có nghĩa là như vậy người ta sử dụng các từ viết tắt rất là nhiều thì mình cứ có thể phiên phiên ra thôi đúng không hay là The coffee house hay là The tea house hay là À, các bạn đặt tên thương hiệu cho quán trà chanh chẳng hạn thì có thể là gì à, lê ti lê là lê đúng không lê ti tức là trà chanh hay là uh, more, đúng không ạ ti là chanh và mo là nhiều hơn nữa hay là the tea house hay là tea bar hay là tea pub đúng không ạ à, hay là the house of tea đúng không ạ à, hay là pat vân vân pa là tên ông phan anh ấy, ví dụ như thế à, cái tên thì cũng phải có cái sự trung tính về ngôn ngữ đúng không không nên thiên về nam hay nữ quá tùy những cái sản phẩm ví dụ như mình bán đồ cho mẹ bé thì mình có thể đặt tên là Happy Mom thì đấy là thiên về 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 giới tính à, đạp phát là biết ngay là bán đồ mẹ bé rồi à, hay là Rocket Man đúng không ạ tức là man là người đàn ông Rocket là cái tên lửa bắn lên à, thế thì Rocket Man tức là nhắc đến một cái là người ta thấy có một cái gì đấy rất là mạnh mẽ à, nhá thì chúng ta nên suy nghĩ như vậy à, một số những cái cách đặt tên thương hiệu Thế rồi trong cái quá trình mà chúng ta làm chúng ta nhớ rằng là thương hiệu chỉ là uh, một cái kết quả của một quá trình làm marketing. Uh, thương hiệu hay, thương hiệu dễ nhớ, dễ đọc và kết hợp với những cái biểu tượng uh, đẹp, biểu tượng uh, dễ nhớ và ấn tượng thì làm cho khách hàng cảm thấy tốt hơn. Chứ còn thực ra là sản phẩm tốt, dịch vụ tốt, khách hàng hài lòng, thỏa mãn và khách hàng vượt xa sự kỳ vọng thì đấy mới là cái điều nằm lên cái ý nghĩa của thương hiệu hay là cái giá trị của thương hiệu. Tôi giả sử rằng iPhone phiên bản 12, 13 uh, Apple là sản xuất ra sản phẩm lỗi, dễ hỏng, dễ vỡ, kém chất lượng thì tôi nghĩ rằng cái thương hiệu đó rồi dần dần cũng bị lụi, giống như là Nokia mà thôi. Cho nên ấy là thương hiệu cái tên, uh, cái logo, cái biểu tượng hay cái slogan à, nó là một cái cấu thành lên một cái thương hiệu. Chứ còn để duy trì phát triển cái thương hiệu đó nó là một quá trình về marketing marketing thì các bạn có thể áp dụng mô hình 7p hay là mô hình 13p của tôi đúng không ạ à, mô hình 13p thì gồm những cái gì tôi đã có trong cái series video này các bạn xem lại đúng không product là sản phẩm price là giá uh, promotion là xúc tiến bán uh, place kênh phân phối people là con người process là quy trình physical evidence tức là các minh chứng đúng không ạ plan planning đúng không ạ à, là kế hoạch performance là hiệu quả hay là partner là đối tác, Đấy, tôi đã thấy có 10 chữ P rồi, đúng không ạ? Personalization tức là uh, cá nhân hóa, đúng không ạ? Uh, vân vân và một số những cái chữ P khác tôi có những cái mô hình như vậy mà chúng ta phát triển uh, thành công là chúng ta sẽ làm được. Vâng, uh, trên đây thì tôi uh, vừa giới thiệu với các anh chị và các bạn một số những nguyên tắc cơ bản để các anh chị và các bạn có thể tạo ra một thương hiệu cho mình uh, và khi tạo ra thương tên thương hiệu thì chúng ta sẽ cần phải thiết kế logo thiết kế bao bì và bộ nhận diện thương hiệu nữa. À, thì nếu mà các anh chị cần chúng tôi tư vấn thì có thể liên hệ với chúng tôi thì chúng tôi có thể thiết kế logo, bộ nhận diện bao bì cho các anh chị và các bạn à, hoặc là có thể trao đổi tư vấn kỹ hơn về chiến lược là thương hiệu gia đình family hoặc là thương hiệu cây hay là thương hiệu đơn lẻ ở trong cái chiến lược mà chúng ta phát triển. thí à, dụ như là Vin đúng không ạ? Các bạn thấy có cái tiền tố Vin, Vin Group bắt đầu đẻ ra các loại Vin à, à Ví dụ như là Vinhome là bán bất động sản đúng không? À, Vinpro à, mới đây đã đóng cửa là bán điện máy. À, rồi thì Vincommerce tức là bán thương mại hay là Vinmart là bán siêu thị. Vinmec là bệnh viện đúng không? Vân vân kiểu như thế thì người ta sẽ sử dụng một cái phương pháp là sử dụng một tiền tố hoặc là cái thương hiệu gia đình ví dụ như Honda thì các loại đều sử dụng Honda. À, hoặc là à, họ có thể đẻ ra những cái thương hiệu mới như là hãng Honda thì có thể đẻ ra Acura để xâm nhập thị trường hay là Toyota đẻ ra Lexus để xâm thâm, thâm nhập thị trường kiểu kiểu như vậy thì nó tùy vào chiến lược thì các bạn đặt như thế nào đó thì tôi các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để tư vấn và trợ giúp uh, website uh, pa marketing vn facebook là pa marketing vn đúng không ạ và facebook cá nhân của tôi là phan uh, anh online vân vân một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này xin chào và hẹn lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo xin cảm ơn.